Lực lượng Olympic Việt Nam là trẻ nhất giải, trung bình 20,3 tuổi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không lo lắng về chuyên môn vì đội đã chuẩn bị rất lâu và chu đáo cho giải đấu này. Theo quy định môn bóng đá nam ASEAN 19, các đội được mang đội U23 kèm thêm 3 cầu thủ quá tuổi sang Trung Quốc tranh tài. Tuy nhiên, Việt Nam dự giải với nòng cốt là U20 vì VFF muốn đầu tư cho tương lai, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn. Trong 22 cầu thủ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, có 18 người dưới 20 tuổi. Đỗ Sĩ Huy, sinh năm 1998, là cầu thủ quá tuổi duy nhất và lớn tuổi nhất đội. Cầu thủ lớn tuổi thứ hai là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, 23 tuổi, nhà cầm quân người Khánh Hòa khẳng định không chủ quan với nhận định trên. Về mặt kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội của tôi đã có một số người chơi tương đối nhiều như Quất Văn Khang, Phan Tuấn Tài hay Nhâm Mạnh Dũng. Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam ASEAN 19, sẽ lần lượt gặp Mông Cổ ngày mai 19 tháng 9, Iran ngày 21 tháng 9 rồi Saudi Arabia ngày 24 tháng 9. Có thể mọi chuyện sẽ khó khăn với Việt Nam, nhưng khôn.